Trái đây là cầu vượt quốc lộ 5 mà. Đấy. Quốc lộ 5. Nếu mà đi Hải Dương thì đi đường này cứ đi thẳng. Đây đi thẳng kia là ra quốc lộ 5. Vâng, phải là ra quốc lộ 5, còn đây là mình lên cầu vượt quốc lộ 5 này đấy. Ngoài đấy nó gọi là quán gỏi đấy. Quán gỏi đấy, cầu vượt quán gỏi. Đây, qua cầu này là đến đến đấy rồi, đến cầu Tràng lại lùi. À lại xe bên chạy này. Cái này đi đi giờ lâm lên đây. À cái xe đấy là xe từ đằng kia đi. Đấy, xe vừa ở bên chạy đi đây. Vâng, thì nó vẫn phải ra đấy mà vâng. Nó chạy đi ra đây mà thì... nó đi ra đây xong nó đi nó gần chứ. Đi ra đây xong đi ra quốc lộ 5. À đi ra đường quốc lộ 1 a. Ra 5 ra xong lên qua phố Nối. Vâng, phố Nối. Phố Nối là lên ấy thôi, qua Văn Lâm lên. Là ra đến Gia Lâm. Đây cầu vượt quán gỏi đây, cầu vượt. Chính ở đây đi ra Gia Lâm rất gần. Vâng, quán gỏi. Vâng thì quốc lộ 5 này đi ra Gia Lâm. Từ Thanh Viện nó ra cơ. Bao nhiêu rồi? Mấy chục cây số. Chắc bọn xe buýt này nó sẽ rẽ phải đây, rẽ phải để xuống cái đường dưới này này nó đi. Con này á? À, đây nó đi đây này. Đấy đúng rồi. Xuống dưới này đây thằng này nó rẽ phải đây. Nó ra đây nó lại rẽ luôn. Vâng, rẽ phải dưới là chui gầm nó đi. Đường 5 là chui gầm này, đưa lên. Chui gầm và đi ra. Đi ngược lên. Đi ngược bên ra Gia Lâm ấy. Đúng rồi. Công mà nó chở những cống trong ghê chết đấy. Tránh xa cái đội này. Đây băng linh 32 cây đây. Đấy một đường là rẽ phải đi Hà Nội đây, Gia Lâm đấy. Cống sai thế nào. Đây rẽ về Cẩm Giang đấy, số khu bán đồ gỗ nhiều đấy. Cả cái phố này là phố bán đồ gỗ, nhà nào thế làm tượng Phật thờ với nhà đồ gỗ. Đây về nhà mình là 52 cây, không sai thế nào. 32 cây ra Băng Linh, 20 cây về nhà. Cả một phố làm đồ gỗ. Đấy, đồ gỗ đây, sọc đây, suốt ở đây kéo đây. Quán gỏi, ra Cẩm Giang. Đường này giờ mới làm lại đẹp. Đẹp lắm, ừ. Các bạn nó từ năm kia nó sửa lại đi. Chính nhà mất tiền nên mua lên trên này mua đồ gỗ rồi nó mình chuẩn hơn. Mà không đắt đâu. Không đắt so với Đồng Kỵ. Đồng Kỵ nó bán nó chặt chém hơn. Đồng Kỵ nó bán cho khách Trung Quốc nhỉ? Vì kiểu nó bán này để lên có cái tiếng này chả. Vâng, nó có tiếng. Từ xưa gọi là đồng đẹp nhỉ. Đồ gỗ nhưng mà giả sản đồng đẹp đấy nhỉ. Nhưng mà sao thấp rồi bác không thích đây nhá. Cứ cái thế thì người ta cao lên mới thích. Nó thấp quá, nó xấu. Ừ, mình đắt được mà. Tao ở cái sau làm mẹ bộ thế kiểu đấy. Nhưng mà chính là cháu nó thích ngồi cái bộ mà nó vừa gỗ vừa da, ngồi êm cái gỗ không ngồi đầu lắm. Ngồi đầu không. Làm cái bộ gỗ sồi kìa. Quả thế gỗ sồi nó rẻ. Bộ gỗ sồi nó sáng lắm. Cái đấy ở trong nhà, cái nhà bên cạnh của nhà thằng cháu nó làm gỗ ấy. Có bộ ghế sồi nhưng mày chưa trang bên đấy sao? Vâng, bàn ghế sồi đẹp lắm. Đây cả cái phố làm đồ gỗ nhà nào. Cái đồ đấy rẻ tiền thôi. Một cái giường mét rưỡi mà giường to đấy mà có tầm độ hơn 2 triệu. Chưa đến 3 triệu. Ông mua cái giường mét 2 của bác đang kê đấy mà coi như là 2 triệu đấy. Nghĩ so với đồng tiền thì là được khủng lắm. Dạ năm cái tổ kính ngày xưa mà gỗ ép một cưa mẹ đã 2 triệu mấy. Năm 2000 bác mới mua nhà, bác số đêm mua 2 triệu mà 2 triệu mốt cái tổ. Mà tính ra tiền mẹ so với bây giờ là to lắm nhỉ. Tính ra vàng là to lắm. Nhà cháu còn tủ đấy mà khung gỗ lim cơ mà, nhà cháu còn chơi khung gỗ lim cánh gỗ ép mà. Mẹ coi như gần 5 chỉ cái tủ. Nó 2000 là còn 500.000 một chỉ thôi mà. Đấy tủ tường đấy nhà cháu giờ vẫn còn này. Ừ. Tủ tường khung gỗ lim nhưng mà cánh là gỗ ép ấy. Đắt tiền. Đây là tinh xảo những cái tranh tượng cái thứ. Đây cái khu này nó đồ nghề làm nghề này mới phát triển đi. Mấy năm thôi. Một trước thì chẳng có gì, ít lắm.
Nhà tao chắc là ngủ rồi. Đây là chị cháu ngủ hết rồi. Đi xưa thì giống say xe thì phải nhắm mắt rồi thì nữa say. Tao nói về đi xe khách ở trong Hà Nội tao sợ lắm. Mẹ lần đi xe ra bát đi Hà Nội về tức là qua từ cầu Trương Dương xong rồi đi xuống vòng qua các phố xong xuống ra bát tí lại đạp phanh mẹ xô nhau rồi cả chóng hết cả mặt. Nên là bảo thề không bao giờ đi xe buýt, không bao giờ đi xe ra bát xe khách. Còn quen không gì đâu, sau này có xe máy rồi đi cứ từ đấy mà bắt ra chỗ Đình Công với Bạch Mai thì đơn giản. Xe máy thì bao nhiêu đâu, có tiếng đồng hồ bắt ra thôi. Như thanh niên từ đi Thanh Trì mà vào đấy cầu Thanh Trì đi ra đến Bạch Mai là chưa đến 60 cây, còn năm mấy cây thôi mà, 58 cây, 57 cây mà đi đường đấy lại gần đấy. Chứ đi đường cầu Chư Dương xuống thì lại xa xa vào đâu mà lại khó đi, mẹ nó gần cả tắc đường. Năm bác mới về ở đấy mua đất từ năm 2000 đã chơi một vố được coi như đêm, coi như là phải thằng Dũng nếu bà Đào phải đưa bác đi Hà Nội đưa ra chỗ Tôn Đức Thắng ấy vào cái bệnh viện gì ở đấy và chụp CT để đưa anh ấy ra. Nó bị tai nạn ở dưới xã Tiền Phong dưới gần dốc sở xe máy, mẹ cái thằng vừa mới trúng chân đảng quỷ xã thế thôi mà liên hoàn đánh chén với nhau xong say rượu đi xe máy từ ở dưới dốc dưới trường dưới ủy ban xã Đồng Sơn đấy lao lên đây đi phải đường của mình đéo đi ra đường bên kia nên hút vào vợ chồng con trai nhà bác mẹ gãy mẹ xương gò má rồi hỏng cái xe máy vợ thì lăn từ trên đê xuống dưới 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 sông mày đéo không chết sợ. Đấy cho nên thằng cháu nó bị thiểu năng còn não nó ra đời có tuần nữa thôi mà nó bị chấn động pha như thế mày bảo mẹ sao mà nó không bị bệnh. Đấy, chăm bẩm vất vả lo thuốc men từng ngày từng đêm một lo hàng qua một năm là vất vả yên tâm một năm mong là sao nó trưởng thành nó qua cái tuổi 18 là coi như gần như người ta nó hết xài hết đẹp là nó khỏe nó phát triển tốt. Vừa đến bắt đầu 17 tuổi cả tuổi quay thì coi như là chuẩn bị bước sang năm 18 thì là học mất điện thế thì có mỗi ông cháu nội bước sang năm 2018 thì nữa thằng ấy nó được mấy tuổi thôi mà đúng phải năm 18 với cháu được 18 tuổi à đó 18 tuổi cơ năm ngoái là 16 theo tuổi dương có đẻ hai 16 tuổi năm nay là 17 17 là theo tuổi dương lịch đấy không may mắn nhỉ? Âm lịch là 18 chứ sinh ra là điên không? Má phải cứ phải đi ra Bạch Mai mới lại ra nhà cái cô phó tiến sĩ là bác sĩ ở trong viện nhi trung ương nhà đằng chỗ đường Tôn Đức Thắng hay đường gì đấy đấy chỗ bệnh viện Bạch Mai đi sang xong là đi mà cây số hai cây số à nhà cô ấy, vào ngõ ngách để lấy thuốc mẹ nắng đôi đi xe máy ra lấy thuốc cho cháu lo ngày lo đêm mà cuối cùng cũng không giữ được. Hôm bác cả nó bị sốc đấy thì đấy nó ngồi xe điện thôi nó chỉ trông cái hai thằng xe máy tông vào nhau ở cái chỗ tượng đài thế mà chả hiểu thế nó mà sợ quá rồi nó bảo cái quay xe đi mà đi về đến đằng sau tỉnh ủy cho nên là ngã xuống đấy là mất luôn đấy xuống đấy là đỗ xe cái là anh là rơi xuống đấy em khổ nó lại ở bát từ ngày thì mẹ mới lọt lòng ra giặt cho nó từ cái đá ra ở nó ngay từ bé cho nên là mấy năm liên tục liền còn nhiều hơn với bố nó bố nó còn lại đi làm 5-6 năm liền ở Hải Phòng
Còn này bao giờ công an nó mới bắt xe. Có đấy. Mình cứ đi cẩn thận đi. Nó bắt xe khách, xe công nhỉ? Đây là xe con đấy. Xe con có con vượt tốc độ. Vượt tốc độ là toi với nó đấy. Vượt đến là nó bắt. Đây nó là công an Hải Dương mà. Đây á, à, đây là Cẩm Giang. Đây là Cẩm Giang. Đấy nó gọi là phố vàng đấy. Ở xưa gọi là phố vàng đấy, bây giờ mới nó đổi thế là cái gì hay còn thế. Đây còn chưa đến chỗ đường sắt chứ nhỉ? Đó. Qua đường sắt rồi à? Qua đường sắt Cẩm Giang rồi hả? Vâng, qua đường sắt Cẩm Giang nữa rồi sẽ xảy thế phải thì chân thứa đấy. Ừ. Chỗ nhà ga Cẩm Giang có nhà văn hai đứa trẻ của nhà văn đây thì thế nhỉ? cầu xi măng cái chỗ dưới nó có cái sông con đấy mới gọi là phố vàng. Đây là phố chợ gì đây? Mỹ vọng đây là vẫn đất Cẩm Giang chứ? Vâng, đây vẫn Cẩm Giang. Thôn Mỹ Vọng xã gì đây? Ngọc Liên à? Cẩm Giang, đây vẫn Cẩm Giang. Ngọc Liên. Đây là thôn Mỹ Vọng. Đó, Ngọc Liên, xã Ngọc Liên. Bắt xe công đấy là xe lại nhiều lỗi, xe con nó ít, xe con mà phải anh phải như đè vạch lấn làn quá tốc độ thì cũng có đợt nó đo nồng độ cồn đấy, không đeo dây an toàn thì nó đeo công việc gì nó có để ý đúng không? À, đúng 200-250 thì bọn Hải Dương chứ còn bọn bên Bắc Ninh thì chắc nó chả làm. Về bọn Bắc Ninh ta để về kẻ thứ nhất đang làm chỗ nghỉ đéo à, vâng, công an thì nó nghỉ nào đâu, chiến dịch rồi thì chuyên đề chuyên án đi thì làm suốt, mình cứ tuân thủ là đúng rồi, ra thì sợ